Học ấy nhỉ? Ờ đây đây. Hả? Cậu đang đi học ấy nhỉ? Đây em ngồi nghe chị phân tích nha. Để mai mốt có vợ cũng biết đường lựa. Có cái này sao tới em bán mà. Phải không? Ừ, Trời ơi. Hồi đó. À bán cái này luôn hả? Bán cái này luôn mà. Bán luôn. Ờ nên là ờ bây giờ ngồi học luôn. Ờ, học mà, học mà. Đây. Đấy bây giờ tập từ từ đi là vừa mấy mốt vợ người ta kêu đi ra mua đồ dùng thì biết đường mà lựa. Đây mọi người nhá. Ở đây hàng đi vô cái này cho mọi người một cái dòng băng vệ sinh của Benz, thương hiệu Benz Baby. Các bạn có thể thấy được cái điều khác biệt của nó ở chỗ đó là nó sẽ bao rất là kín. Hai đầu của nó không có lộ ra. So với một cái số dòng khác thì hiện tại đang cái đầu của nó đang lộ ra khá là nhiều ha. Lộ ra nhiều vi khuẩn dễ vô bởi vì á các bạn nữ của tụi mình là hay bỏ nó vô trong toilet. Bỏ vào nhà vệ sinh, nhà vệ sinh vi khuẩn nhiều chui vô. Làm gì? Đó. À để trong ấy cho tiền đúng không? Ừ đấy, để trong tiện thôi. Không phải bỏ tủ lạnh á? Thì bỏ tủ lạnh. Hả? Bỏ vệ sinh đúng rồi. À? Cái này tưởng bảo quản thì phải bỏ tủ lạnh chứ. Trời ơi. Rồi. Ờ cũng được, bỏ tủ lạnh cũng được. Ừ. Bỏ đâu thì bỏ. Bỏ cho mát đi đâu. Chán đời lắm trời ơi. Đây nha mọi người, rồi bây giờ so sánh luôn nè. Cái này nha mọi người thì nó sẽ rất là mỏng. Lấy cho cái card này. Đây này, thằng lấy một cái thẻ cho mọi người coi nhé. Em thấy mỏng không? Nè, mỏng, mỏng nha. À, rồi, mỏng, ok. Mỏng. Cái này dày, dày hơn đúng không? Dày hơn. Đúng chưa? Cái này dày hơn rất là nhiều. Dày hơn. Cái này đang khá là dày. Rồi, cái này nha, nó có một điểm nữa. Đó là thông thường các bạn nữ bây giờ mọi người đang hay sợ rất là nhiều cái khu vực keo của cái băng. Cái keo của cái băng khi mà nó dán như quần mình á, nó là cái keo. Và khi mà lột ra nó dính lại cái keo trên quần thôi, mình mặc vô nó ảnh hưởng rồi. Ừ. Đó, mình tưởng tượng vừa thôi nhá. Đấy, thì đây, đây mọi người nhá, thì cái này nè khi mà mọi người lột ra thì đây các hàng sẽ thấy cho mọi người thấy được luôn là cái keo nó sẽ dính từ đầu đến cuối, mọi người có thể nhìn